Cái đấy quy ra tiền đều tốn hết phết đấy. Nhưng mà cái đấy vốn dĩ đương như mình không gọi xếp ăn kèm 8-8 nghìn. Vì gọi có chanh mà không tính tiền. Cái há cào ăn được nhỉ? Há cào thì ngon hơn của Trung Quốc. Trung Quốc ăn chán. Chị không tin thì tôi gọi thằng Vũ qua cho ông. Nó quá. Nó nhỉ? Phúc bị bao nhiêu người dồn cho những cái món. Bố cũng dồn cái món của bố sang Phúc nhé. Món bố rồi mà. Vậy cái bát của anh không phải ai dồn đâu. Bông với Vinh một đứa ăn trong một đĩa. Thôi thế được rồi, ăn thế ngon. Nhưng phải đừng lên cân. Cao quá. Thế con mà lên cân thì con phải tập tành vào. Thì con nghĩ cũng chạy được một tuần 10 cây gì. Đâu, dạo này em đang không. Dạo này hết giải rồi. Thế à? Hết chương trình. Đợt trước có giải là tuần phải chạy 20 cây, không phải 10 cây đâu. 20 cây một tuần gì? 20 cây một tuần đấy ạ. Đấy, đang hết chương trình. Nhưng mà đợt tới nó bớt lạnh hơn chắc là con lại chạy. Bởi vì bây giờ văn phòng mới nó phòng tắm mất thứ mà nên nó tiện. Chứ trước cứ phải đi vào vườn tùng tắm. Đi vào khu khu các bạn thuê khu biệt thự. Nó có clubhouse trong đó. Mỗi khu biệt thự đều có một cái phòng, một cái khu vực như kiểu là để sinh hoạt chung ấy. Nó có bể bơi, sân tennis, cầu lông, cà phê, gym, bể súng. Đấy, nó có những cái tiện ích như thế. Xong rồi là để phục vụ cho từng nhóm biệt thự. Con đón vào đấy con tắm. Rồi cái office mới này có chỗ tắm rồi. Chỗ tắm luôn. Nóng lạnh luôn. Mang sữa tắm dầu gội lên. Sử dụng thoải mái. Tổng chạy trong 3 tháng cả nhóm được 3.000 cây, hơn 3.000 cây. Các nhóm có mấy nhóm được 5.000 cây. Nhóm chạy khỏe thế. Nhóm con là thuộc diện chạy khỏe. Anh chạy em chưa làm gì? Đó là chiều 8 người ta 1.000 bức ảnh. Đây là em 1 bức ảnh. Xuất được có 120 mấy nghìn xe để giao. Thế là nó hỏi một câu là thế tại sao không sản xuất nốt số còn lại để giao đi. Hỏi câu ngớ ngẩn. Vì người ta sản xuất chưa kịp chứ.
nó cứ làm như là sản xuất ô tô, là như nó sản xuất bánh không hả? Sòn 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 ngày ra nhìn cái bánh không? Tôi thấy cái xe của VinFast chạy khắp nơi đi. Chạy khắp nơi, hoặc là nó làm cái nhận diện tốt quá. Nhận diện tốt. Nhìn là biết ngay. Nhìn là biết. Thế nên là đi các tỉnh miền núi cũng thấy. Khá là ấn tượng. Rất thành công. Chứ nhiều nơi, nhiều nước nó cũng làm ô tô, nó cũng bị chứ. Cho nên là ông Tượng mới đóng tất cả các mảng kinh doanh khác lại, mới dồn vào xe và ô tô. Mà chưa qua thử nghiệm cho chạy luôn, bán luôn. Ông đấy chả ở mông lung đâu. Khi nó có nhiều tiền. Ông ấy sống rồi, ông ấy bán bất động sản rồi. Tách bất động sản ra là ông tồi. Ừ. Ông ấy không biết. Chúng ta là tầm, người giàu nhất Việt Nam. Đầu óc tỷ phú rồi. Kinh khủng lắm. Cũng kinh khủng. Sơn nhóm đạt thì đẹp hơn.